nghệ sĩ Thu Vĩnh cùng các nghệ sĩ đồng nghiệp ngày hôm nay sẽ về gửi tới chương trình ngày hôm nay với một bản được coi như là quốc ca của gia tộc dòng họ Lê. Vâng ạ, xin phép được bắt đầu. Yeah.
Quý vị nghe quý, chúng ta đang đến với tiếng hát của chồng ba Minh Quý với bài hát cái gì Kinh Bắc Bảo Phương, cũng như là một lời chào đón tới và về đến từ Bắc Giang, chào đón gia đình của ông Quân đến từ Bình Định. Chào bàn tay thật lớn của toàn thể quý vị được không ạ? Để cảm ơn tiếng hát của chị ba con họ Minh Thúy đã gửi tới chương trình ngày hôm nay với một sắc xuân ngọc tràn tài gia tộc dòng họ Lê trong ngày đại lễ khánh thành, với lời chúc tốt đẹp đến chương trình ngày hôm nay. Và ban tổ chức xin được chào đón sự hiện diện của ông Bảo, ông Kỳ và ông Hợp đã về chung vui với ban tổ chức gia tộc dòng họ Lê ngày hôm nay. Xin mời các ông sẽ trở về để cùng uống nước ăn chầu chung vui. Ít phút nữa chúng ta sẽ dự đại lễ cắt băng khánh thành. Thưa quý vị, với ngày đại lễ cắt băng khánh thành ngày hôm nay, con cháu của gia tộc dòng họ Lê cũng như các vị khách quý vì tập trung nơi đây đều có một tâm nguyện rằng cầu tài cầu lộc cầu bình an cầu tổ tiên của gia tộc dòng họ Lê độ cho chúng ta được hạnh phúc tài lộc. Thưa quý vị, đến thời điểm này ban tổ chức của gia tộc dòng họ Lê được chào đón gia đình của bà Tý Bình, gia đình của ông Chiêm Bồng Lai, gia đình ông Hải La, gia đình ông Đoàn ông bà Ngọ Thoa, gia đình ông Nguyễn Văn Đức,